Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp cho quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, trưởng công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thuận Tảo, 45 tuổi, ngụ phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, nghi can cướp giật 430 tờ vé số của một cụ bà. Trước đó, trưa ngày 6 tháng 9, bà NTG, 62 tuổi, ngụ xã cư Eber, thành phố Buôn Ma Thuột, đến công an phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, trình báo về việc bà bị cướp giật 430 tờ vé số trị giá 4,3 triệu đồng. Sau đó, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã phối hợp điều tra, rà soát và xác định nghi phạm gây ra vụ cướp giật vé số là Thảo. Đến khoảng 8 giờ ngày 7 tháng 9, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt được Thảo khi nghi phạm này đang lẫn trốn tại một bãi đất hoang trên địa bàn phường Tân Tiến. Tại cơ quan công an, Thảo đã thừa nhận mình là người đã cướp giật vé số của cụ bà. Theo cơ quan điều tra, Thảo có 3 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Như báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, khoảng 7 giờ sáng ngày 6 tháng 9, một người đàn ông đi xe máy đã giật phăng tập vé số trên tay của cụ bà đứng bên đường Y Chút, thành phố Buôn Ma Thuột. Cụ bà cố níu lại tập vé số và bị tán ngã sổng xòa xuống đường. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng vào cuộc xác minh truy tìm nghi phạm. Ngày 6 tháng 9, công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng công an phường Thành Công truy tìm nam thanh niên giật 450 tờ vé số của cụ bà. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 6 tháng 9, một nam thanh niên dừng xe máy gần chỗ một cụ bà khoảng 80 tuổi chống gậy đứng ban vé số bên đường Y Chút, phường Thành Công. Sau một hồi ngó trước ngó sau, thấy không ai để ý, nam thanh niên giật phăng tập vé số trên tay cụ bà rồi phóng xe bỏ chạy. Cụ bà cố giữ tập vé số và bị té xuống đường. Hành vi cướp giật vé số của nam thanh niên đã bị camera an ninh của người dân xung quanh quay lại. Theo một lãnh đạo ủy ban dân phường Thành Công, cụ bà là người ở xã Cư Eber, thành phố Buôn Ma Thuột. Bước đầu xác định cụ bà bị giật 450 tờ vé số truyền thống, không bị giật tiền. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.